Xin chào các bạn đến với kênh của Dũng Xe Tải. Hôm nay bên mình mới về một con Isuzu thùng kính, thùng dài 4,3 m, tải 1,8 tấn, đời 2003. Bên mình đang bán với giá hơn 100 triệu. Thì ra đây mình sẽ review chi tiết xe mới về, mình chưa có rửa. Xe này thì máy móc cũng khá là đời 2003, máy móc mình mới anh chủ xe anh mới làm xong. Anh chủ xe báo lại cho bên mình thì mới làm xong cái xe. Đấy, mình quay cho các bạn chi tiết ha. Bây giờ bắt đầu mình vào chi tiết từng phần. Isuzu đời 2003, biển số thành phố 51C08655. Xe này là xe đứng tên công ty nha mấy bạn. Mình quay cho các bạn này, sổ đăng kiểm tới ngày 31 tháng 8 21 mới phải đăng kiểm. Xe này thì mới đăng kiểm. Xe mới về luôn. Đó, mình quay cho các bạn tải là 1,7 tấn. 3 người ngồi, xe Euro 2, cặp giỏ đầu á thì mình giới thiệu luôn các bạn. Cặp giỏ đầu xe này là công ty vận tải, đâm ra là họ mới thay cặp giỏ này còn được 85%. Cabin thì cũng tương đối liền lạc thôi. Đời 2003 như này thì cũng khá là ok, máy móc còn đang chạy. Tắp lô là mấy cái này là thì mình không nói, quan trọng là cái xe là cái này gỡ ra rồi. Mấy cái hộp này thì chút nữa mình tại vì mình xe mới về mình lên clip luôn. Mình quay cho bạn biết là sau khi mình thay rồi mình sẽ giới thiệu một clip khác. Thì cái này có thể thay nguyên cái tắp lô này hoặc là mua từng cái món thì gắn vô cái này thôi. Thì không có gì hết. Thì ghế này thì ghế bọc da. Giỏ đầu thì còn 85, ghế thì ghế bọc da. Ghế đã bọc da rồi các bạn đấy nha, ghế này đã được bọc da rồi. Xe thì 5 số tiến 1 số lùi thôi. Đó, cánh cửa cabin được sơn rộng rất là đẹp rồi. Anh em mua về chỉ việc thay cái tắp lô thôi, chứ mình sẽ thay cái này thôi cho anh em thôi. Đầu qua đây mình bắt đầu mình qua bên tài mình quay cho mấy bạn nha. Xe để đèn đôi còn đang hoạt động. Cặp giỏ đầu thì mình nói với các bạn là còn 90% này, cái này dớt là mình sẽ gài lại này. Cặp giỏ đầu còn 85%, xe sử dụng Euro 2. Để mình qua bên tài mình mở ra cho mấy bạn, tại vì nó bị kẹt cánh cửa. Đấy, xe thì đây các bạn. Xe này mình mới lấy về luôn, chưa có gì, tài xế mới chạy về thì mình làm clip cho luôn các bạn. 5 số tiến 1 số lùi, ghế. Rồi bắt đầu mình qua bên tài. Các bạn coi clip mình nhiều khi bảo mình cứ đi tới đi lui hoài vì có một mình làm mà không có người trợ giúp. Thì xe này sử dụng Euro 2, máy sử dụng máy nhỏ nha mấy bạn. Xe này mình chưa đi rửa luôn. Đấy, mình chưa đi rửa, máy là sử dụng máy nhỏ. Ghế đây, xe bên tài đây, bình dầu còn đầy được. Cái xe này mình mới lấy từ trong đó, bình dầu nó còn đầy luôn. Đó, xe nói chung là chạy dành cho anh em khởi nghiệp. Đó, thì tắp lô này thì mình sẽ lấy từng món mình ráp mình cho nó đẹp lại thì mình chưa làm. Rồi, xe này công ty họ đang chạy thì họ lên xe lớn họ bỏ thì mất cái bàn đạp đây rồi. Rồi, cặp giỏ đầu còn khoảng 85% đó các bạn. Rồi sau đây mình quay cho các bạn cái thùng xe, quan trọng nhất là cái thùng xe nhé. Thì các bạn để ý đây, đây cái thùng xe này, thùng kính sàn inox, bên ngoài là bên inox, thùng bình này. Mình quay cho các bạn cái bình, sắt còn rin, đà dọc là U12, đà ngang là U8, U10, 12. Cặp giỏ sau thì hơi yếu, dàn giỏ sau chỉ còn khoảng 50% thôi. Sắt xi rin hoàn toàn. Các bạn để ý đây, cầu sau này nó chỉ nhớt thì mình không nói đi. Đây mình quay cho bạn ở phía sau sắt xi. Đấy các bạn thấy không? Sắt xi rất đẹp, Isuzu xe thương hiệu thì rất là lành. Đó, mình quay cho mấy bạn. Xe đây. Quay tổng thể, biển số. Và đây mình quay trong lòng thùng cho mấy bạn nhé. Xe thì cực kỳ rồi. Giá hơn 100 triệu đời 2003. Xe này đăng kiểm về 6 tháng nha các bạn. 6 tháng đăng kiểm một lần. Xe này còn 2 năm nữa mới về 3 tháng. Vách này là thùng sắt này, vách tôn này. Đó, thùng thì cũng khá là được. Mình đánh giá là thùng ok, không tới nỗi. Xe này đang chạy dành cho anh em khởi nghiệp. Đấy, mình quay qua bên từ bên phụ mình đi lên này. Thùng cũng khá là đẹp, thùng là ok. Xe này đứng tên công ty còn sang tên được nha mấy bạn. Cái đà dọc là các bạn thấy không, U12 đó. Dàn thùng rất là chắc. Xe này được 1,7 tấn, tổng tải là 4,7 tấn. Nhưng các bạn vẫn được chờ là tấn 9, mình cân xác rồi. Xe này nhẹ mà. Đó, các bạn thấy không? Xe cực kỳ chắc. Đó, các bạn thấy không? Quá ok. Sau đây mình quay cho các bạn cái máy nha. Mình quay cho các bạn cái để mình đặt đầu cái máy lên. Mình quay cho các bạn cái máy xe nữa.
Rồi. Xe này cặp gió đầu là còn rất là ok, 85% các bạn. Cái máy Isuzu, cái máy này là chủ xe cũng mới làm nha các bạn, bố Amaya chủ xe cũng mới làm, nên anh em mua về chỉ việc chạy thôi. Nói chung là xe đời 2003 thì cũng mười mấy năm rồi, thì nói chung là xách xi còn rin là còn ok. Còn đầu cabin này thì cũng tương đối thôi, không có đẹp lắm. Đó, két nước máy mới chạy về luôn, không có máy lạnh. Cân heo chỉnh thì nói chung xe này mới làm máy, mới cân heo lại, mới thay bố Amaya, bố ly hợp á, anh em mua về chỉ được chạy thôi. Đó, mình quay cho các bạn hộp số này, khô ráo ha, Isuzu. Tuy đời thấp nhưng mà với một con Isuzu thì xe thương hiệu thì rất là lành. Bắt đầu mình qua bên phụ mình quay cho mấy bạn. Đó. Đây, bên phụ. Số khung thì nó nằm ở đây này, nó đang dơ mình trong này. Số khung nằm ở đây. Đó, máy móc rất là ok. Điều quan trọng nhất của cặp xe này thì mình đang bán với giá là hơn 100 triệu một chút xíu thôi. Cặp vỏ đầu rồi, cái máy mới làm rồi. Sau khi mình quay clip mình giới thiệu các bạn Isuzu, xe đứng tên công ty, đời 2003, thùng kính tải nó 1 tấn 7, xe mới đăng kiểm, mới làm máy, hộp số vào đây mới làm là dọn được hết, chỉ có đầu cabin thì nó hơi xấu thôi, mình mới lấy về. Nếu anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0907939211, mình là Dũng. Xe này sẽ được sang tên, được có thể sang tên cái mình, cá tên nhân mình để mình rút hồ sơ cho anh em. Rồi, anh em có bất kỳ thắc mắc gì đó thì cứ liên hệ qua mình qua số điện thoại đó ở trên. Thì xe này mới về bãi, mình chưa có dọn rửa gì hết, là mình đăng mình bán cho anh em liền. Không có giấy tờ ở đây, tại vì giấy tờ anh tài xế đem gửi vào trong bên bãi rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm cái xe tải. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo. Clip tiếp theo, anh em có nhu cầu muốn review xe tải này, muốn thắc mắc về việc khởi nghiệp với xe tải hoặc xe thương mại gì đó thì các anh em cứ liên hệ qua kênh của mình sẽ tư vấn cho anh em. Thì mình sẽ tư vấn cho anh em về xe cơ giới này, xe tải này, xe tải cũ, xe tải mới. Ưu điểm và nhược điểm của từng dòng xe, hoặc là Isuzu thì các bạn ấy, là một con Vinasuki có thể đời cao mà chưa chắc bằng một con Isuzu đời thấp này đâu. Nếu các anh em về dành về xe thì anh em sẽ biết hơn, thì mình sẽ tư vấn cho anh em là tùy theo nguồn tài chính anh em bao nhiêu thì mình sẽ tư vấn cho một con xe phù hợp. Rồi, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh của chúng xe tải. Xin chào, hẹn gặp lại những clip tiếp theo.